Chiều nay 30 tháng 1, hàng trăm công nhân đang khẩn trương tháo dỡ nhiều thiết bị y tế tại Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị đưa ra tỉnh Hải Dương hỗ trợ xây dựng cơ sở điều trị COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, chủ trương tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn gửi ra Hải Dương đã được Bộ Y tế thống nhất với thành phố Đà Nẵng. Qua quan sát, công nhân đang tiến hành tháo dỡ và vận chuyển các thiết bị rời như giường bệnh, quạt máy, tủ, các vật dụng y tế và thiết bị văn phòng. Dự kiến công tác tháo dỡ được thực hiện trong khoảng từ 10, 12 giờ đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tiến độ công việc đã đạt được trên 30%. Chúng tôi đang tháo những toàn bộ các thiết bị rời, bao gồm như quạt, tủ, giường, các dụng cụ trong từng căn phòng. Hiện giờ thì chúng tôi tính toán là cần một nửa ngày là chúng tôi huy động là dọn hết được thiết bị và công tác xe đã chuẩn bị, chỉ cần Hải Dương cần là chúng tôi sẽ lên đường. Được thành lập vào tháng 8 năm 2020, Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường. Tuy nhiên, Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn chưa tiếp nhận bệnh nhân nào do thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.